Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và văn hóa quân dân tại các địa phương. Tháng cao điểm chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chấp thuận cắt giảm lãi suất chuẩn lần thứ hai liên tiếp, hạ lãi suất 0,25%. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, ngày 8 tháng 11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quảng cáo, luật hóa chất sửa đổi, chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030, luật dữ liệu. Chủ tọa phiên họp. Kính thưa Quốc hội, thống nhất với sự cần thiết ban hành luật, đại biểu Quốc hội đề nghị cần có thêm các quy định để ngăn chặn lọt dữ liệu, nhất là dữ liệu cá nhân. Các đại biểu cũng đồng tình với các quy định về việc chuyển dữ liệu ra nước ngoài trong dự thảo luật, nhằm tránh bị lợi dụng, gây ảnh hưởng tới quốc phòng an ninh, lợi ích của đất nước. Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị cần thận trọng bảo vệ dữ liệu của tổ chức cá nhân, bảo vệ chủ quyền số, thắt chặt dữ liệu cá nhân, dữ liệu phi cá nhân, đảm bảo an toàn thông tin cho tổ chức cá nhân và đảm bảo tài nguyên dữ liệu của quốc gia. Bổ sung quy định ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo, để người dân ở đây có thể truy cập, khai thác dữ liệu. Kết thúc phiên thảo luận, các thành viên chính phủ giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Trước đó, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo, dự án luật hóa chất sửa đổi và chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030. Buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở tổ về chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo, dự án luật hóa chất sửa đổi. Ngày mai 9 tháng 11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết về thí điểm xử lý vật chứng tài sản trong quá trình điều tra truy tố xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự. Ngày 8 tháng 11, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và văn hóa quân dân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại khu dân cư Nội Sung, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi. Tại ngày hội, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước, chúc mừng và biểu dương những kết quả đã đạt được của cán bộ và nhân dân khu dân cư Nội Sung và thị trấn Bo trong thời gian qua, đồng thời mong muốn. Thì trước hết, chúng ta không thể tách rời được cái nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến quán triệt các cái chủ trương chính sách của Đảng, các cái pháp luật của nhà nước, mà đặc biệt là những chính sách pháp luật nó gắn với đời sống vật chất và tinh thần của người dân thông qua các cái phong trào thi đua rất là cụ thể để biến những cái chính sách, những chủ trương này đi vào cuộc sống. Thì Kim Bôi chúng ta một trong những cái trọng tâm là phát triển du lịch thì cũng là điều kiện để chúng ta phát triển giữ gìn truyền thống văn hóa. Cái thứ ba là trên cơ sở phát triển kinh tế giữ gìn văn hóa thì phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là vấn đề an ninh nông thôn. Vì thế hơn bao giờ hết chúng ta phải hết sức quan tâm đến cái việc mà gìn giữ văn hóa, những cái truyền thống tốt đẹp của chúng ta. Cái nhiệm vụ thứ tư tôi rất là mong chúng ta cùng với phát triển kinh tế và gìn giữ văn hóa thì chúng ta phải tiếp tục phát huy tốt cái truyền thống hậu phương quân đội, chăm lo tốt đến đời sống xã hội của các gia đình chính sách, người có công và đặc biệt là những gia đình quân nhân, công an, bộ đội. Nhân dịp này, đồng chí Tổng Kiểm toán Nhà nước đã tặng quà trị giá 50 triệu đồng cho khu dân cư Nội Sung, trong đó 20 triệu đồng cho khu dân cư Nội Sung, 20 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 20 hộ nghèo, 10 triệu đồng cho 10 hộ gia đình tiêu biểu trong khu dân cư.
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tặng hoa, quà cùng một bộ máy tính cho khu dân cư và trao hỗ trợ 4 nhà đại đoàn kết cho 4 hộ nghèo, mỗi nhà 50 triệu đồng. Khu dân cư Nội Sung hiện có 340 hộ, 1.520 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mường chiếm 97,8%. Năm 2024, có 88,3% hộ đạt gia đình văn hóa. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 ước đạt 48,2 triệu đồng một người một năm, tăng 11,5 triệu đồng so với năm 2023. Tỷ lệ hộ nghèo còn 5,9%. Ngày 8 tháng 11, khu dân cư Xóm Ngái, xã Thạnh Yên, huyện Cao Phong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và văn hóa quân dân năm 2024. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã tới dự và chung vui cùng nhân dân Xóm Ngái. Đây là khu dân cư được chọn làm điểm ngày hội của huyện Cao Phong. Phát biểu chúc mừng nhân dân khu dân cư Xóm Ngái, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả khu dân cư đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội. Nhân dân đã đoàn kết thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và công tác quốc phòng toàn dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn thời gian tới, nhân dân khu dân cư Xóm Ngái tiếp tục phát huy truyền thống quê hương chiến khu cách mạng, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua lao động sản xuất, xây dựng khu dân cư ngày một phát triển. Toàn dân đoàn kết, xây dựng khu văn hóa, khu dân cư, khu đô thị văn minh, chúng ta thực hiện cho tốt vào. Thứ hai là chúng ta phải tương trợ, tương thân, tương ái. Năm nay đấy, chúng ta kỷ niệm 80 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm kỷ niệm ngày hội quốc phòng toàn dân. Chúng ta ôn lại những truyền thống đó để phát huy nó lên. Chúng tôi rất là mong cái sự đoàn kết tương lẫn nhau của bà con nhân dân. Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng quà cho khu dân cư Xóm Ngái. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho 10 hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Với 89 hộ dân, 428 nhân khẩu, hiện nay thu nhập bình quân đầu người của khu dân cư Xóm Ngái đạt 35 triệu đồng một người một năm. Năm 2024, xóm có 82 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, chiếm 92%. Chiều ngày 8 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự và trao quyết định. Theo quyết định số 2328 ngày 6 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Tuyên, Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, khẳng định vị trí vai trò quan trọng trong công tác tham mưu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trên nhiều lĩnh vực, kinh tế, xã hội. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Tuyên, đồng thời đề nghị tập thể lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, duy trì nền nếp sinh hoạt, phân công nhiệm vụ lãnh đạo cụ thể, không chồng chéo, không sót việc. Ban lãnh đạo sở quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để đồng chí Nguyễn Đức Tuyên nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, công việc. Ngày 7 tháng 11 tại xã Vạn Mai, Ủy ban Nhân dân huyện Mai Châu đã tổ chức lễ công bố và trao văn bằng bảo hộ chứng nhận cá dầm xanh Mai Châu cho sản phẩm cá của huyện Mai Châu. Thực hiện dự án tạo lập quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cá dầm xanh cho sản phẩm cá của huyện Mai Châu, Trung tâm Ứng dụng Thông tin Khoa học Công nghệ thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Mai Châu và Ủy ban Nhân dân các xã, các hộ dân vùng nuôi cá tiến hành điều tra đánh giá nguồn gốc xuất xứ, quy mô sản lượng, xác định các đặc tính sinh học, chỉ tiêu chất lượng thịt, hàm lượng dinh dưỡng, lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận, xác lập quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận, xây dựng hệ thống nhận diện và quảng bá sản phẩm, nghiên cứu và phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận cá dầm xanh Mai Châu.
Trên cơ sở kết quả đạt được, Trung tâm Ứng dụng Thông tin Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành việc tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cá dầm xanh Mai Châu cho sản phẩm cá dầm xanh của huyện Mai Châu. Sở Khoa học Công nghệ đã công bố và trao văn bằng chứng nhận nhãn hiệu cá dầm xanh cho huyện Mai Châu. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu trao giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu cá dầm xanh cho 30 hộ dân nuôi cá của các xã Vạn Mai, Mai Hịch, Mai Hạ, Triềng Châu và Sơn Thủy. Sự kiện này sẽ góp phần nâng cao giá trị của sản phẩm. Ngày 8 tháng 11, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với tổ chức Taiwan Fund for Children and Family Việt Nam tổ chức khởi động dự án Trường học an toàn hạnh phúc tại tỉnh Hòa Bình. Dự án Trường học an toàn hạnh phúc tại tỉnh Hòa Bình sẽ được thực hiện giai đoạn 1 từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2024 tại xã Vầy Nưa, Cao Sơn, huyện Đà Bắc. Giai đoạn 2 được thực hiện từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 12 năm 2029 tại 13 xã của huyện Đà Bắc, Lạc Sơn, Cao Phong, Mai Châu, Lương Sơn và thành phố Hòa Bình. Dự án được thực hiện với tổng số vốn tài trợ hơn 12,3 tỷ đồng. Vốn tài trợ sẽ dùng để mua các thiết bị ở trường lớp học, nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, bảo trợ cho trẻ nghèo khó khăn khuyết tật. Dự án khi đi vào thực hiện sẽ giúp giáo viên nâng cao vai trò của mình, không chỉ là người dạy học mà còn là người bạn đồng hành, người truyền cảm hứng cho các em học sinh. Điều này mang một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ngành giáo dục của tỉnh Hòa Bình, nhất là ở cấp học mầm non và tiểu học ở vùng khó khăn. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Tháng cao điểm, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tăng cơ hội việc làm, giảm số người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức cá nhân và nhân dân vào cuộc trong công tác chăm lo cho người nghèo. Đặc biệt, trong tháng cao điểm vì người nghèo, từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 năm 2024, các cấp ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Phản ánh của phóng viên thời sự. Thuộc diện hộ nghèo kinh tế khó khăn, nhiều năm qua gia đình ông Bùi Văn Khương ở xóm Đình, xã Phú Lai, huyện Yên Thủy ở trong ngôi nhà cấp 4 rột nát. Năm 2024, từ nguồn quỹ vì người nghèo của địa phương hỗ trợ 40 triệu đồng, cùng với sự giúp đỡ của anh em họ hàng, bà con làng xóm, gia đình ông Khương đã xây dựng được ngôi nhà kiên cố khang trang trên diện tích 70m². Có nhà ổn định, gia đình ông Khương yên tâm lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo. Thì bây giờ là nhà cửa thì cũng giờ được các ban ngành quan tâm thì cũng khang trang. Thì bây giờ là có chỗ ăn, chỗ ở, rồi chỗ đi về, thấy nó đổi mới hẳn lên. Thấy cuộc sống nó vui vẻ hơn, yên tâm lao động sản xuất. Chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh Hòa Bình đã triển khai các hoạt động thiết thực nhằm tạo sinh kế cho người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Từ năm 2020 đến 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội được trên 102 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ đã xây mới và sửa chữa được 1.970 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hỗ trợ 28.000 suất quà trị giá trên 16 tỷ đồng cho người nghèo nhân dịp lễ Tết. Đặc biệt, năm 2024, tỉnh Hòa Bình đã phát động đợt thi đua cao điểm 450 ngày đêm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà rột nát cho người nghèo trên địa bàn tỉnh. Có cái lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc trong cái phong trào thì xóa nhà tạm thì chúng tôi sẽ vận động nhân dân và các tổ chức chính trị và các doanh nghiệp để là ủng hộ bằng tiền mặt, hiện vật và ngày công để mà thực hiện cái phong trào là xóa nhà tạm. Qua rà soát, toàn tỉnh có 3.194 hộ dân có nhu cầu cấp bách về nhà ở trong giai đoạn từ năm 2024 đến cuối năm 2025. Hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2024, Ban Quản lý Quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã tổ chức lễ phát động ủng hộ xây dựng quỹ để thực hiện xóa nhà tạm, nhà rột nát. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phân bổ kịp thời 43,6 tỷ đồng cho các huyện, thành phố để triển khai xóa nhà tạm, nhà rột nát cho 872 ngôi nhà. Phần đầu đến năm 2025, xóa toàn bộ số nhà rột nát trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần là tương thân tương ái, với Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã xây dựng kế hoạch
phát động phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thì Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố và tổ chức để phát động về tháng cao điểm cho trên địa bàn tỉnh, để chúng tôi tiếp tục rà soát các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có nguy cơ tái nghèo để kịp thời có cái biện pháp giúp đỡ trong thời gian tới. Chia sẻ giúp đỡ người nghèo không chỉ trong một ngày, một tháng cao điểm, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các chủ trương chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia, sự hỗ trợ chung sức của toàn xã hội với nhiều hoạt động giúp đỡ thiết thực cho thấy, vì người nghèo trở thành một hoạt động thường xuyên, liên tục, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng năm 2024, toàn tỉnh có hơn 4.100 lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. So với cùng kỳ năm 2023, con số này đã giảm khoảng 11%. Nguyên nhân là do tình hình sản xuất ở các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đang được phục hồi sau dịch COVID-19. Thị trường lao động việc làm từng bước ổn định và có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, tại một số doanh nghiệp, việc tuyển dụng lao động còn gặp nhiều khó khăn, nhất là dịp cuối năm. Giải pháp nào để tháo gỡ khó khăn này? Mời quý vị và các bạn đến với phần bình luận của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Hòa Bình, một số doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng lớn để mở rộng sản xuất, phục vụ các đơn hàng dịp cuối năm. Mặc dù đã ra các thông báo tuyển dụng mới với nhiều ưu đãi cho công nhân đến làm việc, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu MT Đà Bắc, huyện Đà Bắc đi vào hoạt động từ năm 2022. Để đáp ứng các đơn hàng của đối tác, công ty tuyển dụng lao động phổ thông quanh năm và có dự kiến mở rộng thêm dây chuyền. Nhưng vì thiếu lao động nên việc mở rộng dây chuyền chưa thể thực hiện. Bây giờ là cái thông tin truyền thông ấy, thì công ty thì cũng chưa đầy đủ điều kiện để mình lan tỏa ra để tuyển dụng. Công ty này mới mở ấy. Thì những người là người ta đi làm ấy, thì đi làm lâu rồi, đi làm xa ấy, thế nên là bây giờ người ta đã gắn bó công ty của người ta rồi ấy. Thì người ta nếu mà gần nhà thì thôi, thì người ta cũng ít người về lắm. Nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn thuộc về ngành du lịch dịch vụ. Nhóm ngành xuất khẩu vốn gặp khó khăn như may mặc, nhưng nay đang có sự chuyển biến với nhiều đơn hàng mới. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn tuyển dụng lao động, nhất là ở thời điểm những tháng cuối năm để chạy các đơn hàng lớn. Hiện tại thì chúng tôi gặp khó khăn trong công tác tuyển dụng, đó là chúng tôi không tuyển được những lao động có kinh nghiệm, có tay nghề. Do vậy là cái nguồn lao động vào thì doanh nghiệp chúng tôi vẫn phải mất thời gian đào tạo. Và trong quá trình đào tạo thì vẫn phải trả lương và toàn bộ phụ cấp phúc lợi. Hiện nay, một số người thay vì chọn vào các công ty doanh nghiệp để làm việc, lại chọn những công việc thời vụ như chạy xe công nghệ, giao hàng hoặc đi làm ăn xa. Điều này cũng là nguyên nhân khiến không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2024 tới nay, bằng nhiều biện pháp chủ động thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh, nhiều doanh nghiệp đang trên đà phục hồi sản xuất kinh doanh, thị trường lao động vì thế mà có nhiều khởi sắc. Ngành Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở ngành, đơn vị, Ủy ban Nhân dân, các huyện, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động. Để thu hút người lao động, nhiều đơn vị đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật, thực hiện chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Các địa phương đã tăng cường công tác hỗ trợ người lao động thông qua các sàn giao dịch việc làm, đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền trong công tác mà giải quyết việc làm, tạo nghề cho người lao động tại địa phương, và tăng cường cái việc mà tư vấn, tuyên truyền, tư vấn về việc làm, về xuất khẩu lao động, tăng cường cái mở các cái phiên giao dịch việc làm, thông qua đó để cho người lao động nắm được cái thị trường lao động, để mà cho căn cứ vào cái khả năng năng lực của bản thân và gia đình để mà tham gia cái thị trường lao động đó. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tăng cường công tác tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn tư vấn thủ tục cho người lao động thất nghiệp, chú trọng công tác tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động.
Trong cái quá trình mà triển khai các cái nội dung về cái chính sách bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động đến với trung tâm thì là cũng được cán bộ trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm cũng như là tư vấn về đào tạo hỗ trợ học nghề cho người lao động. Và người lao động đến trung tâm để nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì hiện tại là trung tâm cũng đã thực hiện là tại trụ sở chính của trung tâm cũng như là 4 văn phòng đại diện tại Lương Sơn, Lạc Sơn, Yên Thủy và Lạc Thủy. Với các giải pháp đề ra, tỉnh Hòa Bình phấn đấu năm 2024, toàn tỉnh ước giải quyết việc làm cho hơn 19.000 người, đạt 119,7% kế hoạch. Trong đó có khoảng 1.000 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 166,7% kế hoạch. Thưa quý vị và các bạn, cùng với đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tăng cường công tác tư vấn, thông tin thị trường lao động, cung ứng lao động và đào tạo nghề, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và cũng là biện pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp hưởng bảo hiểm thất nghiệp sai quy định. Và đến đây, phần bình luận của tôi xin được kết thúc. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có bài phát biểu đầu tiên kể từ khi cử tri đi bỏ phiếu để chọn người kế nhiệm ông. Ông đã kêu gọi đoàn kết và hứa sẽ chuyển giao quyền lực trong hòa bình cho Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông Biden đã phát biểu tại Nhà Trắng nhấn mạnh rằng ông chấp nhận sự lựa chọn của cử tri và đặt niềm tin của mình vào hệ thống bầu cử Mỹ. Ông cũng khuyến khích nhân viên của mình làm việc cho đến hết nhiệm kỳ của ông. Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump đã bắt đầu làm việc và các báo cáo của họ tập trung vào những người có thể đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong chính quyền mới. Trong một diễn biến khác, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã bổ nhiệm giám đốc chiến dịch tranh cử của ông là bà Susan Wynn làm tránh văn phòng Nhà Trắng. Ngày 7 tháng 11, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã chấp thuận cắt giảm lãi suất chuẩn lần thứ hai liên tiếp, hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Các nhà hoạch định chính sách đã cố gắng hạ lạm phát bằng cách giữ lãi suất ở mức chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Hồi tháng 9, họ đã hạ lãi suất 0,5 điểm phần trăm, lần cắt giảm đầu tiên trong 4 năm rưỡi. Thông báo trên được đưa ra một ngày sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, ông và các nhà hoạch định chính sách có mối quan hệ không mấy dễ chịu. Ông đã gây sức ép buộc họ cắt giảm lãi suất và thậm chí kêu gọi sa thải chủ tịch Fed Jerome Powell. Cục Dự trữ Liên bang giống như các ngân hàng trung ương khác là một cơ quan chính phủ độc lập có nhiệm vụ đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ mà không có sự can thiệp của chính trị. Nhiều người Mỹ đang tự hỏi liệu các nhà hoạch định chính sách có phải đối mặt với những áp lực tương tự lần này hay không. Tuy nhiên, ông Powell cho biết trong thời gian tới, cuộc bầu cử sẽ không ảnh hưởng đến các quyết định chính sách của Fed. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa chúc mừng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về chiến thắng trong cuộc bầu cử của ông. Ông đồng thời cũng thể hiện sự sẵn sàng cải thiện quan hệ với Nhật Bản. Phát biểu tại một cuộc họp của câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vandai diễn ra ở thành phố Sochi, miền nam nước Nga ngày 7 tháng 11, ông Putin cho biết ông muốn gửi lời chúc mừng ông Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ. Ông nhấn mạnh mong muốn hàn gắn quan hệ với Nga và góp phần chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine của ông Trump là điều đáng chú ý. Ông Putin cũng cho biết ông sẵn sàng đàm phán với ông Trump. Trong bài phát biểu này, nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ quan điểm của mình về quan hệ Nhật Bản-Nga. Ông Putin cho biết Nga sẵn sàng xây dựng quan hệ với Nhật Bản, nước mà ông gọi là nước láng giềng. Một cơ quan khí hậu của châu Âu cho biết gần như chắc chắn rằng năm nay sẽ là năm ấm nhất trong lịch sử. Cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu đã công bố dữ liệu mới nhất của mình hôm thứ Năm. Cơ quan này cho biết nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 10 tháng đầu năm 2024 là 15,36 độ C. Nhiệt độ này ấm hơn 0,16 độ so với nhiệt độ trung bình của cùng kỳ năm 2023. Copernicus cũng chỉ ra rằng, để năm 2024 không phải là năm ấm nhất trong lịch sử, nhiệt độ trung bình trong phần còn lại của năm sẽ phải gần bằng không. Do đó, họ kết luận rằng, gần như chắc chắn rằng năm 2024 sẽ là năm đầu tiên có nhiệt độ trung bình cao hơn 1,5 độ so với mức trước thời kỳ công nghiệp.
Theo cơ quan khí hậu của EU, đây là một cột mốc mới trong hồ sơ nhiệt độ toàn cầu và sẽ đóng vai trò là chất xúc tác để nâng cao tham vọng cho hội nghị biến đổi khí hậu sắp tới COP29. Theo thỏa thuận Paris năm 2015, các quốc gia trên thế giới đã nhất trí cố gắng hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức 1,5 độ so với mức trước thời kỳ công nghiệp trong dài hạn. Chính phủ Australia mới đây đã công bố những gì họ mô tả là luật hàng đầu thế giới sẽ thiết lập giới hạn độ tuổi là 16 đối với trẻ em bắt đầu sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các nền tảng chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ. Thủ tướng Anthony Albanese nhấn mạnh mạng xã hội đang gây hại cho các trẻ em và ông sẽ chấm dứt điều đó. Luật mới trên sẽ được trình lên Quốc hội trong 2 tuần cuối cùng của kỳ họp năm nay, bắt đầu từ ngày 18 tháng 11. Phát biểu với các phóng viên, Thủ tướng Albanese cho biết giới hạn độ tuổi sẽ có hiệu lực sau 12 tháng kể từ khi luật được thông qua. Các nền tảng bao gồm X, TikTok, Instagram và Facebook sẽ cần sử dụng năm đó để tìm ra cách loại trừ trẻ em Australia dưới 16 tuổi. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh các chính phủ trên khắp thế giới đang vật lộn với cách giám sát việc sử dụng các công nghệ như điện thoại thông minh và mạng xã hội của những người trẻ tuổi. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn xem lại chương trình trên trang website hoabinhtv.vn, YouTube HBTV và trên ứng dụng HBTV Go. Kính chào, tạm biệt.